Chị sai, không em không đồng ý. Trời ơi tao à, giờ tao nấu hay tụi bay nấu? Cái nết em sồn anh hiểu không? Theo như lời hứa thì anh Phấy đã gửi thuốc cho tôi, nhưng mà bây giờ tôi không biết là sẽ pha như thế nào, cho nên tôi sẽ phải gọi bà ấy tiếp. Nói chung cuộc đời á là nói gì nói chứ có mấy con chị LGBT chỉ có nó mới thương mình thôi. Sồn dữ vậy trời. Từ từ đi lầu nè. Ủa đi lên lầu nữa. Trời ơi hôm nay cái này ao đẹp quá chị ơi. À, ở nhà em có cây cưng nhỏ không bé? Có chị, à, có anh. Có. Có chị, đợi em xíu. Bây giờ em để cái tô lên, xong em bóp ba cái chai đó vô, em coi trên cây cưng đó là bao nhiêu gram. Rồi xong rồi em tắt cây cưng, em đổ cái oxy vô bằng bao nhiêu gram luôn, hiểu không? Mà ba cái màu này nó khác nhau, nó đâu có giống nhau đâu. Không, hai màu giống nhau, một màu khác. Đúng rồi. Tại vì cái chai khác là để nó giữ trên tóc em lâu nhất. Nhưng mà nhuộm màu gì đây? Nó là nâu đen. Ok. Mà nâu đen. Trời hôm nay công nhận cái lông mi chị đẹp quá ha. Mà cái môi của chị cũng rất là đẹp. Tự nhiên hết á, không có làm gì tự nhiên nó vậy á. Có một cái cân điện tử và một cái tô. Tiếp thuốc hiệu gì thì không chỉ. Không nói. Đúng rồi. Chỉ hết thì gọi người ta làm salon sao nữa. Rồi em đợi cái nhuộm tóc này lâu lắm rồi phải không? Đúng rồi, anh nghĩ đi, cái đầu em thấy ghê luôn. Em chưa bao giờ thấy em thấy ghê như bây giờ. Móng tay còn đỏ nha, móng chân của em nhìn nó thấy ghê luôn. Giống như mấy người, giống như là hả em mới đi lội sình lên vậy. Coi không? Thôi thôi được. Ừ, coi là khỏi ăn cơm luôn đó. Em đang xài chai dầu gội này nè. Wow, đúng rồi hả? Không, chống gãy gụn, tái kết nối. Công nghệ tái kết nối Just Black Reborn, Tresemme. Cao cấp dữ gì? Không có quảng cáo đâu, đang nói thiệt đó. Đang kiểu bây giờ... Anh đâu có nói gì đâu, anh không hề nói một cái gì hết. Cái vlog này không có quảng cáo, cái vlog này là nhuộm tóc thiệt. Hết đá tao mày ơi. Cái đầu mày á, mới hết á. Nói chi cho bị chửi gì trời. Trời ơi, lặn lội đường xa đem qua cho nó mà nó dám nói vậy, em nghiệp lắm luôn á. Lặn lội đường xa có 6 cái màng thầu của má chồng cho nha, ăn hết 3 cái rồi. Ê, cái đó phải hấp mới ngon nha. Em hấp vô nồi cơm điện, em hấp chung luôn rồi, còn 3 cái còn lại bỏ tủ lạnh rồi. Mà sao cho gì có 6 cái giờ lục à. Đâu có biết em thích ăn, thích không chứ anh mai cho đem nữa. Mấy dụ mình cho, mình phải cho 8 cái hoặc 9 cái thì 9 cái là cũ không? Nè em bóp chứ. Bà nói là nó nói gì thôi, nó không thèm ăn đâu. Ăn hết 3 cái rồi. Nói cho tao vui gì thôi. Ăn 3 cái rồi. Không có ăn cơm mà, đâu có tiền mua gạo đâu, ăn bánh bao chiều cơm. Thôi. Bóp mẹ nó vô đi còn quay vòng vòng nữa. Tôi thích. Làm trộn bánh kem cho Phấy ăn. Ừ, tao ghê. Anh Phấy là chị gái ruột, khác cha khác mẹ của Minh Tú. Làm chị em có kiếp này không có kiếp sau đâu đó. Ấy mà mạnh mạnh lên cho nó hòa tan lại. Giờ tao nhuộm hay mày nhuộm? Chị em nhuộm. Em kệ đi, dạ em để cho nó không đều mèo đi. Kệ tao à. Giờ tao nấu hay tụi bay nấu? Nhúng vô à Tú. Cái này, anh ơi cái này em quay tạm thôi chứ bây giờ cái cảnh sao là nó làm chứ em đâu có làm. Giờ bơm dầu dưỡng vô rồi bơm mấy cái. 7 đi. 9. Tại con gái là 9, con trai là 7. Còn bisexual. Bisexual hả là bơm giật. Thôi vậy em bơm 2 rồi 3 4 5 6 7 8 9 giật phong thủy quá mà. Vậy em có cần thay đồ màu đỏ cho nó hợp mạng không? Anh thấy là em nên lấy cái khăn choàng lại cái cổ thì có một lát dính như con mèo nha. Cái này màu đen nó dính dữ lắm nha bé. Đó em có đem qua nè. Rồi bây giờ sao vậy? Vào. Em lén lén em vào, em lén lén em muốn mở lòng tóc đúng không? Không má ơi, cái bạc này là cái bạc con chó ỉa. Mệt ghê. Cái bạc của con chó. Không. Nó nở ra nó vậy. Là kiểu hồng làm tóc thôi. Cuối cùng là nó bỏ tao mày, nó đi làm tóc luôn đó. Thì kệ nó đi cho nó có tương lai. Thơm hơn mà chị ha. Anh em muốn
của em á, sau này nó như vậy nó phải dài như vậy nè. Dài như vậy hả? Ừ. Để đi toilet khỏi xài giấy hay gì? Trời, tự nhiên cái thường ngày cái đi 45 phút hơi xa. Hồi xưa lúc mà người ta mở cửa đi á thì chê xa, chê gần. Còn bây giờ ở nhà tự làm sao thấy đi 45 phút nó khỏe hơn á má ơi. Trời ơi, sao chị khóc vậy? Chị thấy nó chia tóc giỏi quá. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa chị? Xin chào các bạn đã đến với lớp học buộc tóc online của cô giáo Chích Khất. Cô giáo mang tên là Thúy Phấy. Cô giáo đang chia sẻ khi chúng ta nhuộm thì chúng ta quấn tóc, chúng ta đừng nên quấn quá chặt và quá chặt và quá quăng, không thì xả ra chúng ta sẽ rất là khó nhuộm. Rồi nữa anh, 4 rồi nè. 4 rồi sao nữa chị? Rồi xong nhuộm cái chùm bên phải trước, từ dưới nhuộm lên. Bây giờ em thích nhuộm bên trái trước được. Không được, tại vì cái nhiệt của cái đầu ở bên phải á, là cái nhiệt nó là thấp nhất, khó lên màu nhất. Chị sai. Phải bắt đầu từ đó. Không, em không đồng ý. Tại sao cái nhiệt bên phải lại thấp hơn? Mà em là em thuận tay trái thì nhiều khi nhiệt bên đầu trái của em nó thấp hơn rồi sao? Ví dụ như nhiều người não phải phát triển tốt hơn nhưng em não trái phát triển tốt hơn rồi sao? Rồi bây giờ có nhuộm không? Tao dạy hay là mày dạy? Thì chị dạy. Tao dạy thì thôi đừng có cãi nữa, nghe lời. Mới xong mà một con gùi. Làm cũng đâu phải mày làm đâu, mày ngồi yên mà nghe lời chị đi. Sao nay đánh cái một gùi với cái môi thâm đẹp quá vậy? Trời ơi, có khe vú nữa nha. Trời ơi chị. Chị phải đối phó với mày, chị làm cho nó đúng phong thủy chứ. Có nghĩa là bây giờ mình vô từ chân nè, ra tới đây là mình chừa 5 đến 7 phân. Nhưng mà tính á, tụi mình không có giỏi môn toán cho nên mình thấy cái khúc nào mà nó trái cái màu muối lưng nhất á thì mình chừa lại. Đúng rồi. Chính xác, giỏi quá, cuối cùng mình có... Xứng đáng có 10 người yêu. Thực sự ra là cái nhuộm tóc này nè cũng đã quá khổ từ hôm qua rồi. Từ hôm qua đến giờ mà cái nết em sồn, anh hiểu không? Làm là phải làm liền, không làm liền em không ngủ được. Hôm qua em thức tới 3 giờ sáng chỉ nghĩ về cái chuyện là có nhuộm không, có ngày mai có được nhuộm không. Em sợ là em không nhuộm được, cái tóc em nó thấy ghê. Lúc đó cái nhan sắc của em sẽ bị trừ 10 điểm thanh lịch. Dao. Dạ. Em lấy cỏ em chấm vô cái kem lo chứ em đừng múc cái cục lên. Dạ. Nhúng nguyên cái cỏ vô cái kem lo, nguyên cái lượng đó là sẽ được. Okay. Một tép em á chia là sẽ một ngón tay. Thôi trời ơi, cái tép đó nãy giờ á nó hai lần rồi, một lần múc một lần nhúng đó. Sau khi nhuộm từ chân tóc cho đến hơn nửa thân tóc thì chúng ta sẽ massage lại một lần nữa cho thuốc thẩm thấu vào từng nang tóc, đi thẳng vào từng tế bào, xuyên qua những lõi tóc. Đó, bây giờ em giặt ra em coi cái chỗ nào nó kiểu chưa có đều á thì em bổ sung cái chỗ đó cho anh. Dạ. Sau 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ vô chân xong rồi mình cũng massage đều chà chà nó lên. Thật ra thì mình cũng tự làm được nhưng mà có người em gái thân thuộc ở đây thì nhờ em gái nó làm, mình đã bị dính nhưng mà nó cũng chét đầy lỗ tai lọ nghè vô cái trán của mình nè. Theo phong thủy cái trán là cái mặt tiền, em hiểu không? Dạ. Mà em chét bôi cho chét cháu với cái mặt tiền của chị là cái đường danh dặm của chị đang gặp vấn đề. Nó lỡ dính chị ơi. Nó lứng cứng cái khúc đó rồi. Em hay nói chị hấp tấp không có tỉ mỉ. Đôi khi trong đời mình phải có một lần nó lỡ chị. Chét xong rồi, mới chét xong rồi giờ để thêm 15 phút à? Đúng rồi, chét xong rồi để thêm 15 phút nữa. Đang tự cắt tóc luôn hả? Sau khi mà nhuộm tóc thì những cái chất hóa chất nó sẽ tác động lên tóc và làm cho tóc của mình bị yếu. Cho nên mình phải xài dầu xả, ủ tóc và dầu dưỡng của Tresemmé để phục hồi tóc một cách tốt nhất. Nói gì là xạo nha, nói gì không đúng nha. Ủa sao vậy má? Tại vì lúc mà nhuộm tóc á là cái nang cơm tóc của mình á nó nở ra hết để nó hấp thụ hạt màu. Rồi lúc mà mình xài những cái phục hồi tóc á là để đóng lại tất cả mấy cái nang ong tóc để cho tóc bóng mượt hơn, và trong khi đó là mình cũng là có làm thêm tóc cho nó rồi hơn. Ok, cái đó là không có sai mà là mình bổ sung thôi. Sau khi nhuộm tóc thì trong 24 tiếng đầu tiên các bạn không được sử dụng dầu gội nha. Mình vừa mới mở nang tóc ra để nhuộm màu mà mình xài dầu gội liền thì không được. Tại vì trong dầu gội dù có dưỡng chất nhưng mà nó vẫn có những cái chất để làm sạch. Thì làm sạch như vậy nó sẽ làm bay hết những cái
phẩm, những cái hạt màu mà mình vừa nhuộm, cho nên là mình sẽ không có gọi đầu liền. Trong cái ngày mà mình nhuộm tóc mình phải để qua 24 tiếng sau đúng không? Nhưng mà mình chỉ xài dầu xả thôi, tại vì dầu xả nó sẽ có tác dụng là đóng cái nang tóc lại, bổ sung thêm dưỡng chất, và bên cạnh đó mình cũng phải xài thêm phục hồi để mà ủ tóc, để mà bổ sung thêm dưỡng chất và cung cấp ẩm cho tóc, cho sợi tóc của mình được bóng mượt bền màu và tuyệt vời. Chắc khỏe. Phải nói từ chắc khỏe. Mình trở lại tuổi thơ hồi xưa hồi nhỏ cũng tự nhuộm tóc, đâu có tiền đi salon đâu. Giờ có tiền phải tự nhuộm tóc chứ không. Thời xưa mỗi lần mà tết á, chị anh chị ba người hùng tiền lại á, mua tiếp chị tiếp về rồi đi ra ngoài Nguyễn Trãi á, không lúc đó chưa có nước gọi, chỉ có thuốc nhuộm thôi, đi ra ngoài Nguyễn Trãi á có cái tiệm làm tóc bán những người hoa bán rồi tóc chứ không à. Đi mua thuốc màu vàng cái gì vậy, màu vàng luôn hả? Kiểu như tết nè, thích một là nhuộm đỏ ha, nhuộm vàng, người lúc đó nhuộm vàng á, năm nào cũng nhuộm mà đâu có biết nhuộm đâu, lúc bôi lên thì cứ nghĩ là nó vàng. Trời ơi, cái đó là sau này mới biết là nước tẩy, nó vàng thèm, nó vừa vàng, nó vàng trái đúng không à. Nó vừa vàng mà nó vừa dơ, mà gặp cái da của ta nó đen nữa. Trời ơi, nhìn ta nó vừa dơ mà nó vừa vàng mà nó vừa phèn luôn, mà nó khô, cái tóc nó khô queo. Trời ơi, nó xả nhiều quá. Giờ qua bước phục hồi cái mẫu để nó bổ sung dưỡng chất cho tóc, cho tóc nó được dưỡng ẩm. 20 minutes later. Không có đen gì hết trơn á. Tự nhiên vậy mà muốn gì nữa Minh Tốn? Nó đen, nó vàng khè, đâu có đen đâu. Mày xem không có đều. Vậy mà không đen. Như lọ nghệ vậy mà không đen. Mắt 4 độ. Mày mắt kính vô đi thấy liền. Thấy chưa? Ừ thì nó cũng đẹp. Tự nhiên đó. Thì nó tối màu hơn bữa thôi. Nhưng mà ý là của em là em muốn nó đen. Bà muốn đen thui như nọ nghẹ. Sớm nắng chiều mưa quá bà ơi. Cái chữ nâu đen là nâu đen nha. Còn cái này là đen nha. Bây giờ em chụp một tấm hình lên em hỏi fan coi cái này màu gì. Nhưng mà em muốn nhuộm màu đen. Đen, đen thùi, đen á. Thôi đi mẹ, đen là đen lượt rồi. Bữa hai ba bữa đó cái đòi vàng lên ai mà chịu cho nổi bà. Bà tự nhuộm luôn đi. Nghe ta nói nè, nó đòi đen như vậy. Nó đòi đen như vậy, xong rồi cái mày mà nhuộm đen thiệt cho nó là nó sẽ nói là trời đen gì mà giả chân à. Em thích đen tự tự nhiên, còn cái này là đen giả chân. Rồi mày nhuộm nâu tự nhiên cho nó, đen tự nhiên cho nó thì mọi người có thấy cái này nó nâu đen không? Không sao đó Minh Tú, thích thì nhuộm nó nhẹ nhiều thuốc nhuộm, lớp nhuộm riết đi rồi cho thuốc nhuộm nó thấm vô não rồi đi. Anh biết sao không? Tự nhiên nhuộm cái màu này vô cái em thấy em giống Megan Fox quá à. Megan Fox hả? Ừ. Di chuyển một bộ đồ nút đi. Tại vì Megan Fox hay để tóc màu đen nè. Vậy giờ em chuyển bộ đồ nút đi. Anh cho em một khoảng thời gian nút đồ chứ bây giờ cái bụng em như cái thùng phi. Mơ màng dù trời giông trôi tháng ngày. Bây giờ á, em nói thiệt anh nghe nha, 4 tháng ở nhà đứa nào tỉnh, đứa đó mới không bình thường á má. Tao uống thuốc luôn á, tao uống bình thường, tao uống trầm cảm luôn. Uống lại rồi đó. Giờ còn trầm cảm là ý là dây thần kinh nó có hoạt động đó má. Hai chị em mình nhảy đi. Yeah yeah. Yeah, nhảy online đi. Nhảy và giảm calorie lắm á má. Ngày nào em với anh cũng nên lên kia nhảy về đi. Rồi kết thúc hôm nay buổi cắt tóc.